Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình, là Gaming Gaming. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với cái series Lâu Đài Trong Giấc Mơ tập 6. Mình sẽ không cần đến 100 view nữa. Cứ thế mà già mình quay được thế nào mình ra tập 6 luôn. Nói thế cho nhanh là dễ hiểu vậy đấy. Được rồi, trước khi ở video các bạn thấy hay nhấn like, subscribe của channel của mình. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận nhiều video mới nhất trên channel của mình nha. Không làm nhầm vào tài rồng nữa. Đi ngủ. Rồi, tới nơi rồi. Rồi. Mong rằng nhiệm vụ của tôi là gì? Ngươi tới rồi đó à? Rồi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải đi tiêu diệt tên đầu sỏ hải tặc. Ta đã nâng cấp một bộ giáp cho ngươi. Bộ giáp rất là đẹp. Và cái món vũ khí của ngươi ta đã cho nó nâng cấp nó thành súng rồi, MP5 đặc biệt. Bây giờ nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt tên hải tặc đấy và phải tìm cách để đến được chỗ của boss. Ta đã di chuyển ngươi đến chỗ này rồi, cửa tầng 6. Bây giờ ngươi có thể đi vào và đến được chỗ có tên độc sỏ kia. Vào thôi. 3, 2, 1. Ok, bạn đã đứng trước mặt mấy bạn đây. Không nhầm đâu, đây là cái hòn đảo của hải tặc đang bị chiếm đây ạ. Nhưng mà mình chắc là phải bỏ mấy thằng hải tặc ra khỏi cái hòn đảo thôi. Hiện tại mình đang cầm một khẩu súng thường liên đặc biệt. Mình cũng chẳng biết là đặc biệt ở cái chỗ nào ngoài cái việc mà nó bắn xa ra cả. Mình tính hình như chưa mặc giáp thì phải đúng không? Này thì chết đi. Khó khăn thế. Ok, chết rồi. Mặc giáp. Đây, sâu giáp. Quả tóc thì nó hơi sida. Mất 100 viên đạn của tôi rồi. Cái con hải tặc này khó chơi. Anh em thấy không? Xây nó cả 100 viên đạn rồi. Chết đến chết. Mà như mình phải nói là tôi đúng không? Ok, chết đấy. Tất cả vào đây. Không khác gì một cái đại dịch zombie. Mỗi giờ là bọn này khỏe hơn cả zombie, còn khôn hơn cả zombie nữa. Zombie xoay rồi này. Đấy, bọn nó hấp tôi từng tí là tôi sắp chết đến nơi đấy. À mà hình như là quen gọi là tôi rồi. Chưa thấy chết tí nào rồi. Để tôi đứng đây, mình đứng đây mình bắn xa cái. Chắc chắn phải chết được vài con. À còn đường tới đây này. Chết đi. Ok, chết rồi. Để đuổi mấy thằng hải tặc ra khỏi cái hòn đảo này. Mỗi tội là cái súng của mình nó tẽ nòng quá. Chết tầm của nó bắn linh tan lên tinh đâu ấy. Chết chưa? Này thì chưa chết này, với chúng tôi rồi. Các bọn hải tặc này khó xơi lắm. Thấy không? Tôi xây nó cả mấy trăm viên đạn mà không chết. Cứ bù đông ở đây cái.
định dí tôi xuống biển đấy. Nãy giờ hết được có 100 viên đạn, 200 viên đạn. Giết mãi được một thằng. Thế thì bảo ngay từ đầu này rất là khó chơi rồi mà. Nâng cấp cái gì không nâng cấp, nâng cấp khẩu súng đều bãi. Khẩu súng bắn 100 viên đạn rồi không chết. Ok thế đấy. Nó giết tôi mất 60 máu rồi. Đầu nó ở đâu nhỉ? Đây này đạn dầm. Bỏ hải tặc này nó khỏe vãi. Vào đây đây. Dụ nó về chỗ này thôi. Rồi, chắc tôi chết rồi đấy. Thôi rồi nữa ơi. Bọn hải tặc này. Ui đừng ép em ra biển anh ơi. Thế nó khẩu súng nó phê. Con này bị sấy mãi nó không chết này. Phê tay thì phê tay thật nha, chứ không chết. Là đạn đấy. Chưa thấy chết tí nào luôn. Thế cả một đàn chơi thế nào nhỉ? Ok chết một con rồi. Chết 2 con rồi, 3 con, 4 con, thằng này nữa. Thằng này, trâu thế. Ây ôi, 5 con rồi. Mất cả 50 máu của tôi đấy. Thế thì con boss chơi thế nào nhỉ? Hay tôi nên bảo thần rồng đi fix lại khẩu súng cho tôi cái. Tôi ra là này. Fix lại khẩu súng là gì bây giờ nhỉ? Để xem nào, fix lại khẩu súng thì giờ làm sao để fix lại khẩu súng được ta? Thử thì cái bắn này. Có thằng hải tặc nó trốn này. Dày khẩu súng này bắn sướng tay lắm, nhưng mất tội là lâu chết nhưng không sướng. Ở đấy. Thôi tôi nhảy vào cho con boss tôi bắn luôn. Này chém đi. Hay con nào được đâu tôi tí. Rơi đớp rồi. Hoàng phải cởi giáp xong rồi mới đớp được. Đấy rồi. Tôi hôm nay hơn 70 tuổi. Chưa thấy cái trường hợp nào như này. Bọn hải tặc này phải dọn khỏe phết. Khẩu súng đặc biệt này của tôi không biết là nó bị dởm hay là do bọn hải tặc này quá khỏe nữa. Giờ mình phải xế bọn này thôi.
cháu phải chết được vài người chứ. Sao không chết nhở? Phải trâu thế. Tôi cũng sắp chết đến nơi đấy. Mình như thế thôi, cũng nói nhầm là tôi nhỉ. Để chết luôn đấy. Rồi, chết được 3 con đấy. Thế nó có thể khó vãi. Rồi, tiếp tục. Chưa chết lần. Chết một con này. Chết hai con. Chưa chết à? Tưởng cắm kiếm nó chết chứ. Ba con. Bốn con. Hôm nay còn đầy con á. Sao hết đấy, sao hết đấy, sao hết đấy. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Mình bắn hết không gì thằng nào. Ây ui. Hải tặc ngồi đông dã man. Chưa thấy một cái băng hải tặc ngồi đông vãi. Rồi chết một con rồi. Đông là vừa trâu nữa chứ. Khỏe thật, thằng nào nó chiếm được cả một cái hòn đảo này là đúng. Nó thật cái hòn đảo nó thiết kế hơi xích đao thì phải. Đạn rồi, chưa chết được con nào. Có thể từ trước cái này khó bắn vậy. Một con, hai con. Ăn trăm đạn rồi chưa chết, ba con. Bốn con. Năm con rồi. Chết đi, chết hộ cái. Sáu con. Rồi con này lằng nhằng à. Chết đi. Ai ui, lại ngã xuống biển. Này đánh luôn đi để tao để tôi còn lên trên bờ nữa. Tính ra cũng đánh khỏe phết đấy. Tôi ngỏ mày. Chết rồi, chết. Cái mình cũng sắp dọn xong cái họ hải tặc trên này đấy. Chết. Còn 3 con hải tặc nữa. Hay là sấy hết 100 viên đạn chưa chết. Khẩu này là còn cho mình 300 viên đạn chơi đấy, cậu chơi thêm khẩu ở P5 mà nó có hẳn 300 viên đạn cả. À tôi biết khẩu ở P5 này đặc biệt thế nào đấy. Anh nhìn kìa, 300 chứ không. Bao nhiêu con nữa nhỉ? Đây còn con này với anh ạ. Đến gần nãy giờ dọn dụng sạch phết đấy.
Xong rồi này, mình sẽ đi đánh nhau với boss luôn. Thằng đồ sỏ này thì không... cũng... phải gọi là... thôi lại cứ xuống đánh ạ. Ok, 300 viên nhá, nạp đủ. Rồi xuống. Này thì boss. Bắn lên đầu, bắn lên đầu. Đau, đau, đau. Rồi bắn lên đầu. Không chạy xa đâu bởi vì là cái sân đấu là chỉ có bao nhiêu anh ạ. Ơ. Tôi có đang nhìn thấy cái gì không nhỉ? Sao nó là chết nhanh thế nhỉ? Thế là đồ sỏ. Đây, cần gà đâu rồi. Chiến thắng. Rồi, tưởng thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ chuyển thằng rồng nhé, đại sảnh này. Và ông thằng rồng chắc cũng chẳng nói gì đâu. Chắc là tỉnh dậy thôi. Mà tỉnh dậy một cách nào nhỉ? Hai mình phải chết đi mới tỉnh dậy được nhỉ? Có khi bởi vì theo mình biết thì trong giấc mơ nào người ta đều chết đi như kiểu rơi từ độ cao rơi xuống và tỉnh dậy đó đấy, nên mình sẽ đứng từ trên cao để rơi trở xuống xem có tỉnh dậy được không. Lâu phải không, màng ngu một tí, mình không muốn rớt từ chỗ này đâu. Rồi rơi trên cao. Ui, còn chưa trèo được lên trên cao tít kia mà lại bị ngã rồi. Ơ sao trời vẫn tối này. Thôi ra đây chào nốt, mong là không có con quái vật nào. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay, nhớ like, subscribe của channel của mình. Đừng quên nhấn cho thông báo để nhận được những video mới nhất trên channel của mình nha. Và mình không cần 100 view đâu, anh em cứ xem cho thỏa thích đi. Ok nha, bye.